Trong 1 tháng 8 tại xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, ông Lê Quang Toại đã được cán bộ bảo vệ thực vật hướng dẫn cách nuôi kiến vàng để diệt sâu bọ trên vườn cam thay vì sử dụng thuốc trừ sâu. Ban đầu, ông Toại không tin vào ý tưởng này, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, ông đã bắt đầu áp dụng phương pháp này. Ông đã luyện tập nuôi kiến trên cành cam trong vườn của mình. Ông nhận thấy tiềm năng của việc này để bảo vệ môi trường, giảm chi phí và đảm bảo sức khỏe cho người trồng cây.